chỉnh một chiếc vang cơ ghép với bộ con đẩy như thế nào nhá. Để mà chỉnh chiếc vang cơ thì các bác chỉ cần hiểu những các cái volume trên con vang cơ này và các phím chỉnh tính năng ở trên con vang cơ này thì các bác có thể hoàn toàn làm chủ được chiếc vang cơ này nhá. Và có thể chỉnh cho bất kỳ một chiếc vang cơ nào cũng đều có thể chỉnh được. Vì các bác đã hiểu được các cái phím tính năng trên con vang cơ này như nào rồi thì chỉnh việc chỉnh chọt nó rất là dễ dàng thôi. Đây em sẽ điểm qua các bác ở đây. Ở đây em sử dụng một con vang cơ hàng lếch nhá với lại một con đẩy ở đây. Thì là cách chỉnh này có thể áp dụng cho rất nhiều các con vang cơ khác đều được. Bác cảm thấy video hữu ích cho em xin một like hoặc là nhấn nút đăng ký kênh, bấm nút thông báo chuông ở bên phải góc màn hình nhá. Đấy, đầu tiên sẽ lướt qua các bác cách đầu lối trước nhá. Đầu lối thì đằng sau rất là dễ thôi. Ở đằng sau nó sẽ có cái em sẽ tắt đi đây. Tắt đi cho bác xem đằng sau trước đã. Đây em tắt đi cho bác điểm qua cái phần đầu lối các bác đằng sau nhá. Đây. Các bác nhìn này. Đây trên một con vang cơ nó sẽ có những cái phần chính như này là toàn bộ cái đường ra nhá. Từ bên này các bác nhìn chữ output này. Cái chỗ nào output có nghĩa là đường ra. Output tức là đường ra, toàn bộ phần đây nó sẽ là đường ra này. Còn những chỗ nào mà cái chữ input này hoặc là input bên này, input đây hoặc là input bên đây thì là đấy, những tín hiệu đầu vào anh em nhá. Ví dụ đây là đây có chữ output output này, red line này, đây chính là đường tín hiệu ra đẩy này. Hoặc là nhà bác nào có âm đi thì cắm qua cổng âm đi hay qua thông qua hai cổng này. Đấy, còn đây là cổng center out này. Center out này nó cũng là một đường tín hiệu ra nữa này. Còn đây là cái volume để điều chỉnh cho cái tín hiệu đầu ra của nó. Ở đây có chữ sub out. Nhà bác nào có dùng sub điện thì là cắm qua cổng này, cắm qua cổng sub này. Cắm qua cổng sub này để điều chỉnh cái đường tín hiệu ra sub ở đây. Ở đây có chữ volume sub này. Sub volume này, điều chỉnh tín hiệu đầu ra của sub qua cái con của con vang cơ này. Ở đây là cái cần cắt tần số này. Cắt tần số nó sẽ cắt tần số cho loa sub anh em nhá. Ở trên con này thì nó có thể cắt từ giải 50 Hz cho đến 250 Hz. Đấy. 250 Hz thì thông thường chúng ta cắt tần số thì đa phần chúng ta cắt ở giải 780 Hz là chuẩn nhất rồi. Thì ra để giữa và cứ để giữa đây, ở giữa này nó sẽ rơi vào 250, chỗ này nó rơi vào tầm 100 đến 80 đến 100 gì đó. Thì bác để 80%. Còn đây là cái volume điều chỉnh đầu ra này. Đấy là phần output cho con vang cơ này nhá. Output cho vang cơ này. Chứ bác lưu ý nhá, toàn bộ phần output này là đường ra nhá. Ở đây là còn đây là phần mic input tức là đầu vào, tức là cắm qua mic cái mic thông qua lỗ 6 ly này hoặc là chân jack carbon 3 chân này nhá. Đấy, đây là đường vào của nó. Ở đây cũng có một cái volume điều chỉnh cho mic này. Volume này để điều chỉnh khống chế đầu vào cho micro nhá. Đấy. Ở đây. Sang máy bên này thì là bác nhìn này. Bên này thì nó có phần input này, thì toàn bộ những cái chân hoa sen này, ở cổng optical này thì là những tín hiệu đầu vào, đây là cái anten để chúng ta kết nối Bluetooth. Đấy, đây là cái volume để điều chỉnh cho phần nhạc tín hiệu đầu vào. Đấy. Các bác có thể cắm chân tai nghe thì dân dắt 3.5 ra AV thì cắm vào đây. Hoặc là những cắm từ TV Smart thì có cắm qua cổng optical này nhá. Thì chúng ta kết nối cổng nào chúng ta ấn input ở mặt đằng trước của nó sang cổng đấy. Đấy là toàn bộ phần mặt đằng sau này chúng ta. Đấy. Bây giờ em sẽ tiến hành kết nối. Kết nối cho bác xem nhá. Kết nối với con này cho bác xem. Đây. Sau em sẽ cắm hai cái jack để chờ sẵn hai jack ca lông đây rồi. Cắm một con đẩy. Đấy. Cắm vào cổng trái phải này. Còn bên này jack nguồn này. Ở đây xem thử tí nữa xem thử. Đây, jack này sẽ cắm xuống con đẩy. Đẩy và sẽ ra loa nhá. Đây, hai jack này ca lông này sẽ cắm xuống đẩy. Đẩy sẽ ra loa. Rồi ok. Đây là xong toàn bộ phần đầu lối. Đây, em sẽ khởi động lên trước khi các bác khởi động máy lên, các bác để volume của đẩy và hoặc là âm đi ở nhà các bác xuống mấy mức không cho em nhá. Kể cả phím music này. Music này chúng ta để về 0. Đấy. Trước tiên bác để mà chỉnh các thông số đây thì bác em sẽ lướt qua một chút. Thì ở đây nó sẽ có ba cái volume ở đây. Ba cái volume này chính là để chỉnh cho ví dụ phần mic volume này để chỉnh âm lượng cho nhạc. Mic volume này chính là phần cho micro. ECU level này là độ vang nhại nhiều ít đấy. Đấy, chính là cái con này. Đấy, còn đây lướt qua đây phần dưới này có những cái chiết áp chỉnh bằng tua vít hai cạnh này thì là các bác nhìn này, phần này là phần mic
mic music này. Phần music tông này là phần chỉnh cho nhạc. Đấy. Phần mic tông này cũng có âm bát trung tép đây, bát mic chép này là phần cho âm sắc cho micro nhá. Còn phần echo này từ đầu bên này sang đến phần này sẽ chỉnh cho phần độ vang nhại nhá. Tí nữa sẽ hướng dẫn bác chỉnh và cái test thử luôn. Đây, còn trên này có một cái phím chống hú on off. Đây là cái màn hình LED thôi. Đây là hai cái lỗ micro để chúng ta kết nối mic vào đây. Đây là hai cái chiếc đáp để điều chỉnh âm lượng vôn cho mic. Đấy. Đây, lướt qua bác. Trước tiên thì em sẽ kết nối nhạc nhá. Đây, mở máy đây. Mở đúng cái bài đây. Chúng ta kết nối nhạc thử các bác. Thì để mà chỉnh phần nhạc này thì có những bác là rất thích nhạc nhiều bát hoặc là nhạc nhiều chép thì chúng ta có thể tăng ở đây. Đây, phần đây là phần chép cho giải cao cho phần nhạc này. Phần đây là phần chung này, phần bát này. Trên vang cơ này rất là đơn giản, nó chỉ có ba cái phím này cho phần chỉnh ba cái chiếc áp này để chỉnh cho music thôi, phần nhạc thôi. Bác là chỉ cần hiểu nó thì bác có thể chỉnh theo ý của mình. Có những người thích nhạc nghe nhạc bolero thì chép nhiều, hoặc là nhạc sống ấy, nhạc sống bolero các thứ chép nhiều con chỉnh ở đây. Đấy, bác chỉnh tí ra em sẽ hướng dẫn mở nhạc lên cho bác thử thay đổi sang cái khác xem nó khác biệt nhiều không nhá. Ở đây các bác điểm qua một chút phần trên này này. Phần input này là chính là cái đường để điều chỉnh các đầu tín hiệu vào này. Các bác tưởng tượng là những cái đầu ra đằng sau này, đường vào input đằng sau này, chúng ta kết nối đồng nào thì chúng ta ấn input vào đường đó. Các bác nhớ nhá. Chúng ta kết nối input đằng sau này vào cổng nào thì chúng ta kết nối bấm nút input này vào cổng đó. Ví dụ ta cắm qua cổng AUX này, chúng ta sẽ ấn AUX này. Đấy, input sang AUX. Chúng ta cắm cổng optical, cổng quang này thì chúng ta sẽ phải gõ vào cổng quang. Đây, input này, cổng quang này. Được chưa? Đấy, rất là dễ. Ở đây em sẽ thử nhạc qua cổng Bluetooth điện thoại. Em sẽ ấn Bluetooth. Rồi. Em sẽ cho này lên. Điều chỉnh hai cái volume này lên trước. Đấy. Có một cái điểm lưu ý nữa là cái volume của đẩy này chúng ta để mức nào là sẽ hợp lý nhất. Cái này là kinh nghiệm thôi. Thông thường chúng ta có người sẽ để 50, có người sẽ để thế này vì sợ hỏng loa, có người sẽ để kịch lên, kể kịch như thế này. Thì các bác theo các bác thì để như thế nào là chuẩn nhất. Cái này rất ít người bác biết đấy, rất nhiều người không biết cách để căn chỉnh cho cái âm lượng volume này là như thế nào đâu. Thì thông thường chúng em đi setup nhiều đấy thì là sẽ để con chiếc áp này ở mức góc 2 giờ như này thôi. Rồi, 2 giờ như này. Thứ nhất là nó sẽ, nếu chúng ta để kịch như này thì tiếng ra nó hết công suất, nó rất là hại loa. Mà chúng ta để 50 thì không, để hơi lon quá. Đấy, để theo em kinh nghiệm đi setup nhiều thì thường thường em sẽ để góc 2 hoặc 3 giờ như thế này. Thì tiếng ra nó vừa đạt công suất mà là hiệu suất ra làm việc nó rất là tốt. Đấy. Rồi ok, mở nhạc lên. Bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cách chỉnh phần nhạc trước nhá. Đối với ở trên đây thì sẽ có ba cái chiếc đáp đây. Này là âm bát này, âm trung, âm chép. Thì các bác muốn chép nhiều đó thì vặn lên này thôi. Đấy, vặn lên này nha. Đấy, các bác thấy khác biệt không ạ? Đấy, trung này. Đây là phần trung này. Đây là nhạc không lời, nó sẽ không nghe rõ phần trung cho lắm. Nhưng mà chỉnh lên nó sẽ khác. Đấy, có khác đấy. Đây là phần bát này. Đấy, sẽ vặn to nhạc lên cho bác nghe. Phần bát, chúng ta chỉ việc thay đổi bát này, nó sẽ thay đổi một chút thôi, nó đã thay đổi nghe rất là khác biệt rồi.
Rồi, đối với những người thích nhạc bass đi beat nhiều có thể tăng tiếng bass này lên. Đấy. Còn những cái bác nào thích chép nhiều có thể tăng tiếng chép này lên, tiếng giải cao nhiều tăng chép lên. Đó. Nghe. Đó. Âm thanh rất sáng luôn. Rồi đây xong phần nhạc. Bác thấy dễ không ạ? Rất là dễ luôn. Cái này ai cũng có thể chỉnh được. Thông thường ra để mặc định ở giữa nó là 50. Khi chúng ta căn chỉnh nó là phải nhích thêm một chút này thôi. Là được. Hoàn toàn có thể là thích chỉnh theo ý mỗi người. Có người thích nhạc nhiều bass, người nhạc nhiều chép. Đấy. Tùy tai mỗi người căn chỉnh. Tiếp theo ở đây là đấy, hai cái phần này là bác đặc biệt lưu ý cho em, nó sẽ là để điều chỉnh cái tiếng vang nhạy và tiếng âm sắc của micro. Nó để mà chúng ta có thể hòa quyện được với tiếng nhạc hay không đấy, chúng ta cách chỉnh ở đây. Để đầu tiên anh em có thể nhìn thấy cái âm bass, âm trung, âm chép này của phần micro này. Thì đối với những người giọng cao ấy thì có thể giảm bớt tiếng chép này xuống. Hoặc nếu chúng ta test alo mic, tiếng alo mic chúng ta cảm thấy nó đủ rồi hoặc là tiếng nó sáng rồi thì chúng ta có thể giữ nguyên được. Đối với người giọng trầm, có thể giọng trầm hoặc là giọng thuốc lào ấy, thì các bác có thể giảm cái phần âm bass này xuống một ít. Đó, nhưng đừng giảm nhiều quá, nếu chúng ta giảm nhiều quá nó sẽ mất đi cái tiếng bass thì hát sẽ không còn hay nữa, mất đi cái tiếng giải trầm trầm thấp ấy thì sẽ không còn hay nữa. Đấy, còn đối với những người giọng trầm chúng ta giảm bớt bass này xuống hoặc là tăng tiếng chép lên cho tiếng nó sáng hơn. Đấy. Giọng nữ và giọng nam đều chỉnh được nếu chúng ta biết cách chỉnh các cái giải ở đây. Đấy, ví dụ người giọng chóe hoặc giọng rất là chói thì có thể giảm bớt chép này xuống này, giảm bớt ít xuống này như này. Đó, đấy, bác nhìn thấy không, giảm dưới phần 50% xuống, giảm một ít thôi, không phải 50 mà giảm một ít xuống này thôi. Đấy, để cho tiếng nó bớt chóe mà đỡ gây ra hú noa nhá. Thì cái phím ở đây là cái phím chống hú, thì chúng ta lên bật xuống, đặt vào, chúng ta bật vào nhảy, khi ấn on này cái bật chống hú lên. Chúng tắt đi này là tiếng off nhả ra như này là sẽ tắt trung hú. Hay chúng ta lên bật vào để cho trung hú. Đây là phần âm sắc cho micro này, anh em alo thử cho bác nghe luôn này. Này nha. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Alo. Bây giờ sẽ tăng thử tiếng bass này cho bác nghe nhá. Alo 1 2 3 4, các bác thấy khác không ạ? Tiếng sẽ dày hơn. Được 1 2, em giảm tiếng bass này. 1 2 đó. Nếu các bác mà giảm hết tiếng bass như này là sẽ không còn âm bass nữa. Thông thường chúng ta sẽ để ở mức 50 đã đủ hát rồi. Đối với người giọng khàn quá chúng ta giảm bớt một tí thôi. Alo 1 2 3 4 5. Đây, đối với người giọng chóe thì đây cái phần giải cao của cái phần micro này. Đây 1 2, em alo để bác cảm thấy nó, để cho bác biết là cái chiếc áp này nó sẽ để điều chỉnh cái âm sắc gì. Và khi mà chúng ta hát lên thì thấy lộ những người mà giọng chóe cái alo mic lên là tiếng nó sẽ rất là bắt mic và sẽ gây rú mic nhiều đấy. Đấy, đây là phần chép của micro này anh em nhé. Đây phần chép của micro. 5 6 7. Đó. 5, 6, 7. Nếu chúng ta giảm nhiều này sẽ khác biệt không? Bạn thấy khác không? Đó. 5, 6, 7, 8, 9. Đó, đây là phần âm sắc cho micro. Thì tương tự như vậy, cái phần ở bên đây là phần echo. Echo này là phần echo cho cái độ vang nhạy chúng ta. Khi chúng ta hát vang nhiều, vang ít. Nên là tiếng nó bay không là do cái phần này. Thì ở đây chúng cũng sẽ có ba cái phần âm sắc là bass, trung và chép của echo nhá. Nó cũng giống như phần âm sắc này, cũng giống như phần cho micro, cũng đều để cho tăng giảm giải thấp và giải trung và giải cao của phần echo này nhá. Ví dụ nhá, em thử thay đổi ở đây. 5 6 7 8 được. 1 2 3 4 cũng sẽ thay đổi ra. 1 2 đó, các bạn thấy không ạ? 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5. Đấy. Thì thông thường chúng ta sẽ để mức 50 tùy chỉnh. Ví dụ chúng ta bộ dàn chúng ta các loa máy nó kém ấy, thì chúng ta có thể muốn tiếng nó sáng hơn, chúng ta tiếng alo mic sáng hơn thì chúng ta bạn thêm tiếng chép lại lên 5 5 6 đó.
Đấy là em dẫn các bác để các bác hiểu và các bác chỉnh theo bộ dàn chúng ta nhá. Tùy theo micro, tiếng micro hoặc là tùy theo âm ly hoặc là loa máy chúng ta ở nhà, chúng ta nghe và chúng ta điều chỉnh theo ý muốn chúng ta. Thông thường chúng ta để lúc 50 này, sau đó chúng ta điều chỉnh theo. Đấy, còn ở đây cái quan trọng đây này, cái phần này các bác hay thích chỉnh nhất này, đó chính là cái tiếng delay và cái tiếng debit. Thì cái tiếng delay là chính là cái tiếng nó chính cái độ trễ của tiếng micro khi chúng ta alo ra, và nó sẽ kéo dài hoặc kéo ngắn là do cái phần tiếng delay này. Còn cái bên này là cái debit, là tiếng lặp lại, tiếng lặp lại chúng ta alo từng tiếng alo ấy, dài hay nhanh hay chậm, đấy là do cái thằng này chính là cái để tiếng lặp lại. Bây giờ sẽ alo thử cho các bác nghe luôn nhá. Em sẽ bật volume của con echo này lên 50. 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, đối với người hát tốt thì các bác có thể giảm cái tiếng lặp lại này đi. Đấy, em sẽ thử giảm này. 1 2. Đối với người hát tốt thì chúng ta giảm bớt tiếng repeat này đi. Đây. 1 2. Đối với người giọng hát chúng ta hát giải trí mà hát ít hát ấy, người mà ít hát giống như em ít hát thì em có thể để tiếng lặp lại nó nhiều hơn để chúng ta dễ hát hơn. Đấy. 5 6 7. Đi 1 2. Chúng ta muốn chỉnh cái phần delay này giống như cái phần độ trễ của âm ly 23L thì mà chúng ta hay hát thì là có thể điều chỉnh ở đây tiếng delay này. 5 6. Đấy, bác nghe thấy cái đuôi nó dài hơn. 5 6 7. 5 6 7. Đi 1 2. Đó, thông thường ta sẽ để mức 50. 5 6 7. Để mức 50 nó ra mặc định nó sẽ hay luôn rồi. Đấy, thế là bác đến em dẫn các bác cách chỉnh của phần vang nhại của con vang cơ này. Nếu bác thích chỉnh như nào thì có thể chỉnh theo ý mình ở đây được. Đấy, thế toàn bộ cách chỉnh con vang cơ này. Sau đó chúng ta sẽ phối ghép giữa tiếng nhạc và cái tiếng micro làm sao để tiếng nhạc bao giờ cũng nhỏ hơn tiếng micro một phần. Ví dụ nhạc nhạc 10 phần giảm về 8 để cho tiếng mic nó sẽ nổi hơn, để cho tiếng mic chúng ta không bị đè nhá. Vì chúng ta nếu mà chúng ta hát mà nhiều người kêu là bị lặng mic quá thì chúng ta do các bác để tiếng nhạc này nó ồn quá, nó to mức quá mức ấy, thì chúng ta khi chúng ta hát rồi gào lên chúng ta nghe thấy giọng hát được, đúng không ạ? Đấy, kinh nghiệm chỉnh là các bác để phần tiếng micro tiếng nhạc này nó sẽ là tiếng nhạc bao giờ nó cũng là sẽ nhỏ hơn so với mic, mà mang tính chất là để chỉ đệm nhạc thôi, chứ không bao giờ chúng ta để mức phần nhạc nó to quá. To chỉ khi chúng ta nghe nhạc mình để to thôi, còn khi chúng ta hát thì chúng ta để cho nó mức trung bình. Mình sẽ hát thử một đoạn cho anh em nghe thử nhá. Yeah. Trên cánh đồng vàng
bông hoa. Ok, đấy là toàn bộ phần chia sẻ ở bên em. Nếu các bác thấy cảm thấy hay hãy cho em một like, hoặc là nhấn nút đăng ký kênh và bấm nút thông báo bằng hình chuông bên dưới ấy. Đấy, để theo dõi những cái video clip chia sẻ về kinh nghiệm setup rồi cũng như là hàng hóa cập nhật bên em. Rồi, xin chào các bác nhé, các bác ở clip tiếp theo. Ok, hello.